Đây là một cái ví dụ cho các bạn thấy là cái hiệu quả của việc cố định góc quay. Đây là một cái video ngắn trên kênh của Toàn, thì các bạn thấy nè, nó đặt cái ảnh đại diện gì đó không có liên quan gì hết, xấu quắc, các bạn thấy không? Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh CD Hay Studio của Toàn. Hôm nay Toàn sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một số cái mẹo nhỏ để giúp cho những cái video short của các bạn có nhiều lượt xem hơn. Thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Toàn với từ khóa là Video Short cộng CD Hay Studio. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều video Toàn đã từng hướng dẫn về cách tạo ra một cái video short trên điện thoại luôn và trên máy tính, và cách biến video dài thành video short như thế nào và làm như thế nào để tạo ra những cái video short đầu tiên. Thì các bạn có thể xem những cái video này. Còn ở clip này, Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái bí mật nhỏ Toàn đã áp dụng và thành công có được những cái video rất là nhiều được xem trên những cái video short ha. Rất là nhiều cái video hướng dẫn các bạn đăng video lên YouTube lượm 90 chai, 40 chai quá hay, nhưng mà kiếm được 40 chai hay 90 chai thì quá khó. Nhưng ở clip này, nếu như các bạn áp dụng giống như Toàn hướng dẫn thì chắc chắn các bạn kiếm ít nhất một chai trong một tháng. Nói giỡn thôi, nhưng nếu như các bạn áp dụng cách này thì các bạn hoàn toàn có thể phát triển kênh lên rất nhanh bởi những cái video short của các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem một vài cái kênh demo Toàn đã áp dụng cái cách này và các bạn xem cái hiệu quả của những cái video đó như thế nào nha. Ở đây là một cái kênh YouTube Toàn làm để thử nghiệm những cái video short và những cái video dài. Thì các bạn thấy nè, đây là một kênh mình review đồ chơi về Rubik. Đây là những cái clip ngắn Toàn đã từng làm các bạn. Và những clip này nó đang phổ biến, tức là nó đạt lượt xem nhiều nhất ở trên kênh này. Và các bạn thấy nè, có những cái video mình làm rất đơn giản ha. Mình đạt được bốn mấy ngàn người xem nè, đó hơn 20 ngàn luôn, hơn 30 ngàn người xem nè. Đó, 16 ngàn, rất là nhiều ha, rất là nhiều lượt xem từ những cái clip ngắn như thế này. Và những clip ngắn này nó chiếm lượt xem rất là nhiều so với những clip dài mình đăng trên kênh này thử nghiệm. Và mình rút ra rất là nhiều kinh nghiệm và mình đúc kết lại, mình chia sẻ cho các bạn trong clip này nha. Rồi đây là một ví dụ một kênh ha. Còn một kênh khác nữa, đó chính là kênh của Toàn ha. Ở tab phổ biến trên những video short thì các bạn thấy mình cũng có những clip mình có lượt xem từ những clip short mình làm hết sức đơn giản. Rồi bây giờ làm sao để tạo ra những cái clip short này để được nhiều người xem, thì nó cũng có chìa khóa và có những cái mẹo nhỏ bên trong đó, các bạn hãy ghi nhớ kỹ cho Toàn nha. Kênh CD Hay Studio của Toàn cũng đã áp dụng cách này và mình cũng có được một số video rất là nhiều lượt xem từ những clip ngắn. Và đây là chìa khóa các bạn ghi nhớ nha. Đầu tiên, cái yếu tố quyết định cái clip short, clip ngắn của các bạn được nhiều người xem hay không chính là cái thời lượng clip. Các bạn ghi nhớ cho Toàn nha. Chứ không phải các bạn muốn đăng thời lượng video short như thế nào cũng được. Nếu như các bạn là một kênh lớn thì điều này các bạn có thể bỏ qua. Nhưng các bạn đang là một kênh nhỏ, cái bên kênh các bạn chưa có người biết đến, thì cái thời lượng clip này chính là cái chìa khóa giúp cho clip của các bạn được đề xuất nhanh hơn. Vậy thì làm như thế nào để tạo những cái thời lượng hợp lý? Thì các bạn lưu ý nha, những cái video short nào thời lượng càng ngắn thì mình thấy là cái lượt xem nó càng cao. Bởi vì khi người ta xem hết cái video đó hoặc là người ta thoát giữa chừng thì nó đã chiếm hơn 80% thời lượng clip đó rồi, tại vì clip nó quá ngắn. Với cái tính toán này của YouTube thì cái clip của các bạn nó tính được một lượt xem. Cứ như vậy nó sẽ tính lượt xem rất là nhiều, cho dù người ta thoát ra giữa chừng thì nó sẽ rất là nhanh được đề xuất. Do đó đây là một cái chìa khóa giúp cho các bạn có thể có những cái clip ngắn nhiều người xem nha. Tạo những cái clip thời lượng ngắn thôi, nếu như kênh mới tạo ngắn thôi. Tạo dưới 20 giây cho mình thì các bạn thử nghiệm một thời gian các bạn sẽ thấy hiệu quả nha. Ở những cái clip mình đã được là nhiều người xem như thế này thì cái thời lượng nó rất là ngắn nha, không có cái nào trên 30 giây đâu các bạn ha. Đặc biệt nhờ những cái kênh Rubik review này Toàn đã làm rất là ngắn luôn, thời lượng rất ngắn ha. Những cái clip rất đơn giản ha, dưới 20 giây, dưới 30 giây đều được hết nha. Còn những cái clip mình làm mà từ 40 giây, 50 giây, thậm chí là gần một phút luôn thì rất là ít người xem và không có người xem luôn, bởi vì người ta thoát ra giữa chừng thì nó không được tính lượt xem. Nên hãy cân nhắc chọn cái thời lượng clip hợp lý để làm nha các bạn. Đó là cái chìa khóa thứ nhất giúp cho các bạn có thể thành công khi đăng clip ngắn nha. Cái chìa khóa thứ hai chính là tần suất đăng video. Clip ngắn nó cũng giống như clip dài,
Nếu như các bạn đăng clip quá ít, các bạn không có đáp ứng được cái thời gian đăng, tần suất đăng thì các bạn không được hiệu quả, không được nhiều lượt xem trên những clip các bạn đăng đâu. Do đó hãy đáp ứng cái thời lượng đăng và cái tần suất đăng nó ổn định nha các bạn. Cố gắng một tuần đăng từ 2 tới 3 video giúp cho mình nha, để các bạn cảm nhận được cái hiệu quả cho việc đăng clip ngắn này nha. Rồi một cái mà ảnh hưởng rất là nhiều đến lượt xem clip ngắn của các bạn chính là hình đại diện. Clip này mình để 40 giây và đúng như vậy, clip này ít người xem, không có ai quan tâm hết. Bởi vì thứ nhất là thời lượng quá dài, thứ hai là cái ảnh đại diện của nó xấu quắc và không có đúng ý đồ của mình. Bây giờ mình muốn thay đổi thì không thể nào thay đổi được. Đó, đây là cái mà rất là nhiều bạn làm shop gặp phải và các bạn không có lượt xem. Hãy thay đổi cái này thì các bạn sẽ cảm thấy rằng cái video các bạn nó có giá trị và nó thu hút người xem hơn rất là nhiều. Hình đại diện là cái rất là quan trọng nha. Trước đây thì YouTube nó cho các bạn đổi hình đại diện thoải mái, còn bây giờ nó khó hơn là nó sẽ không cho các bạn đặt những cái ảnh đại diện các bạn mong muốn, các bạn thiết kế, mà khi các bạn đăng lên thì nó lấy bất kỳ một cái hình nào đó ở trong cái video các bạn nó làm ảnh đại diện luôn. Khi các bạn làm video short á, thì các bạn hãy lưu ý những cái hình ảnh trong suốt quá trình quay clip ngắn của các bạn ha. Các bạn làm sao là từng khung hình các bạn đều có thể dễ hình dung được cái nội dung câu chuyện của các bạn ha. Các bạn có thể giữ cố định góc quay ha, đừng quay quá nhiều góc quay, tại vì nếu như clip dài thì các bạn có thể thay đổi ảnh đại diện dễ, còn nếu như clip ngắn các bạn quay quá nhiều góc quay khác nhau thì vô tình YouTube sẽ lấy một cái góc nào đó không có xuất hiện cái ý đồ của các bạn, thì các bạn sẽ mất đi hiệu quả của clip đó. Ví dụ như các bạn quay góc cố định thì cho dù nó lấy lúc nào thì các bạn vẫn giữ được ý đồ chung của clip, đúng không? Do đó khi làm clip ngắn thì hãy cố định cái góc quay, đối tượng trong clip của các bạn nó phải cố định ha. Nội dung các bạn cố gắng đưa càng nhiều nội dung trong cái thời lượng ngắn đó càng tốt. Thành công của một cái clip ngắn đó chính là thời gian ít nhưng mà thông tin đưa đến người xem nhiều các bạn. Đó, chỉ có ba cái yếu tố nhỏ này thôi, các bạn áp dụng thì các bạn sẽ cảm thấy được cái hiệu quả của cái việc đăng clip ngắn lên, nó tăng lên đáng kể trên cái video short của các bạn nha. Chính là thời lượng clip hợp lý, tần suất đăng đáp ứng đủ và ổn định lâu dài, hình đại diện phải thống nhất và xuyên suốt cả clip giữ ý đồ của nội dung video. Ngoài ba cách này thì toàn còn một số cái cách nữa có thể giúp cho các bạn có được lượt xem tốt. Ở những cái video sau Toàn sẽ chia sẻ bật mí cho các bạn xem. Nếu như các bạn học hỏi được điều gì từ clip này, các bạn nhớ đăng ký kênh CD2 Studio của Toàn để đón xem những cái bí mật tiếp theo Toàn chia sẻ. Và đừng quên chia sẻ video này và nhấn like video này, nhấn biểu tượng chuông để đón xem những clip tiếp theo chúng ta tìm hiểu về YouTube nữa nha.